6. Đệ tam người hùng, tướng tôn thất đính. Tướng tôn thất đính là vị tướng sáng giá nhất trong những tháng 8, tháng 9, tháng 10 năm 1963. Sự sáng giá đó là do ba nhóm đảo tránh, đã viết qua, chuẩn bị bí mật lật đổ chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm phải cầu cạnh tướng tôn thất đính. Trong tháng 8 năm 1963 tướng tôn thất đính là người, sôi bỏng, của chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệp đứng trước sự nổi dậy Phật giáo. Lúc bấy giờ tướng Tôn Thất Đính tư lệnh quân đoàn 3 kiêm tổng trấn Sài Gòn ra định trợ lớn. Trong dáng điệu tướng Tôn Thất Đính rất hùng dũng, với hình ảnh đó, người ta tin tưởng rằng, dù có cuộc nổi dậy chống chế độ mạnh mẽ đến đâu, tướng Tôn Thất Đính vẫn dẹp tắt ngay tức khắc. Chính tướng Tôn Thất Đính đã tuyên bố với báo chí tại bản doanh trại Lê Văn diệt là chế độ ti ti ngô đình diệm không hề đàn áp Phật giáo. Và ông cảnh cáo những người nào làm mất an ninh quốc gia, làm lợi cho Cộng sản hàng ngày tướng tôn thất đính đi thăm viếng, hủy lão, nâng tinh thần những toán quân đang đóng trên các nẻo đường thủ đô. Lệnh giới nghiêm được ban ra và những thông cáo kêu gọi những ai tích trữ vũ khí phải đến nộp nhà chức trách, dù có giấy phép. Ấn lệnh được tổng trấn tôn thất đính ký, đồng thời lệnh tụ tập đám đông trên đường phố cũng bị ngăn chặn. Đó là ngày 21 tháng 8 năm 1963, nhưng qua đến tháng 10 năm 63, Vị tổng chấn Sài Gòn gia định trợ lớn của chế độ tổng thống Ngô Đình Diệm đã chuyển biến lập trường theo đảo Chánh. Hai nhân vật thuyết phục lôi quân tướng Tôn Thất Đính là tướng Trần Văn Đôn và đại tá Đỗ Mậu. Tướng Tôn Thất Đính xoay chiều mau lẹ lập trường của mình. Thiết vận xa M 113 của quân đoàn 3 theo lệnh ông ta tiến vào thủ đô Sài Gòn trước ngày Quốc Khánh 26 tháng 10 năm 1963. Tướng Tôn Thất đính dự nhiều buổi họp do SDTL dưới quyền tướng Dương Văn Minh và tướng Trần Văn Đôn ở nhiều địa điểm trong thủ đô Sài Gòn. Những buổi họp này mở ra để ấn định giờ nổ súng. Viên đạn đầu tiên của cách mạng đó đã đến với tháng 11. Tướng Tôn Thất đính theo đảo tránh, vô tình quên mất quá khứ hiển hách đời binh nghiệp của ông ta. Dưới 9 năm chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm, từ một sĩ quan cấp úy, ông đã được nâng lên cấp thiếu tướng và giữ nhiều chức vụ tư lệnh quân đoàn tướng tôn thất đính một trong những vị tướng được gắn đệ tam bảo quốc huân chương dưới chế độ tổng thống ngô đình diệm dù không mấy được ti ti diệm thương yêu nhưng lại được tin dùng tối đa và chính ti ti diệm và ông ngô đình nhu dự định sẽ dành cho ông chức bộ trưởng sau khi tình hình yên ổn ở thủ đô mà tướng tôn thất đính không còn giữ chức tổng trấn tướng tôn thất đính thay đổi lập trường mau lẹ đối với chế độ tổng thống ngô đình diệm nguyên do chỉ vì tướng Trần Văn Đôn đã gãi đúng chỗ ngứa của tướng Tôn Thất Đính đứng trước tình hình rúng động Phật giáo năm 1963. Dẫu sao tướng Tôn Thất Đính cũng ý thức được tầm quan trọng vai trò của ông ta vào lúc bấy giờ. Đồng thời, Phật giáo trở thành nội tình trầm trọng mà tướng Tôn Thất Đính là một Phật tử. Vì thế ông ta dễ bị Trần Văn Đôn và Đại tá Đỗ Mậu lôi cuốn, tham gia cách mạng tháng 11 năm 1963. Như đã từng viết, Tướng Trần Văn Đôn là một tay chơi hào hoa. Tướng Tôn Thất Đính lại thích những người hợp với bản tính của mình. Nên tướng Trần Văn Đôn trở thành người bạn thân của Tôn Thất Đính. Và tướng Tôn Thất Đính thật sự tham gia cách mạng. Tướng Tôn Thất Đính bắt tay tướng Trần Văn Đôn quyết lật đổ chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Vị Tổng trấn Sài Gòn gia định trợ lớn then chốt điều hành quân đảo tránh vào thủ đô. Quần đảo tránh không còn gặp trở ngại nữa. Cách mạng với hàng loạt đạn xé nát bầu trời thủ đô Sài Gòn. Ngày 2 tháng 11 năm 63, cách mạng thật sự thành công. Chế độ 9 năm ngự trị bị lật đổ cuốn theo cái chết thảm thương của Ti Ti Diệm và ông Mô Đình Nhu. Tướng Tôn Thất Đính tham gia chính phủ giao thời Nguyễn Ngọc Thơ với chức vụ Tổng trưởng An ninh. Nhưng không ngờ cuộc chỉnh lý 30 tháng 1 năm 64 xé nát cuộc đời binh nghiệp của tướng Tôn Thất Đính và đưa đẩy ông đến những bước tập tĩnh trên con đường chính trị có thể nói rằng ngày nhậm chức Tổng trưởng An ninh là ngày khởi đầu tướng Tôn Thất Đính làm chính trị và mong mỏi trở thành một chính khách tên tuổi. Ông vô tình chôn vùi cấp trung tướng vừa được thăng, thiếu tướng Tôn Thất Đính trở thành trung tướng ngày 3 tháng 11 năm 1963. Nhưng bước đầu chính trị của ông đã bị gãy đổ chua chát do Nguyễn Khánh và Đại tá Nguyễn Tránh Thi. Ngày 30 tháng 1 năm 64, tướng Tôn Thất Đính bị bắt đưa ra Sơn Trà, Đà Nẵng rồi cô lập tại Pleiku, nơi mà một thời ông là tư lệnh vùng này. Người ta bảo rằng anh hùng thất sủng và thấm mệt từ đấy. Ở Sơn trả ít lâu, rồi lên Pleiku, mãi sau tháng sau, tướng Tôn Thất Đính mới được SDTL trẻ đưa về Đà Lạt gặp lại ba tướng kia. Tướng Tôn Thất Đính tức giận lắm nhưng không biết phải làm thế nào đành đợi chờ thời gian trôi qua. Tướng Tôn Thất Đính suốt ngày ăn chơi như quên sự đời ở xứ buồn đầy sương mù, đầy gió lạnh này. Tướng Tôn Thất Đính chính thức trở thành Tổng trưởng An ninh Chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ vào ngày 4 tháng 11 năm 1963 do hiến ước tạm thời số 1 của Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Bấy giờ tướng Tôn Thất Đính hoàn toàn đổi thay. Ông bắt đầu vận complete ngồi xe Mercedes. Người ta thấy ở ông, cố gắng, thay vỏ, trở thành chính khách hơn là một vị tướng lãnh. Tướng Tôn Thất Đính và người bạn thiết tướng Trần Văn Đôn cũng trở thành Tổng trưởng Quốc phòng cả hai vị tướng lãnh này đang dựa thời thế tiến lên danh vọng tột đỉnh. Nhưng cây thú của hai vị tướng lãnh này là ăn chơi, rượu chè, hào hoa. Buổi nhảy đầm được tổ chức đầu tiên ở trại Lê Văn Duyệt, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, được coi là liên hoan, phá gông xiềng xích, cấm vũ trường 9 năm dưới chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tướng Tôn Thất Đính đã đến dự trong không khí tương bừng của thời thịnh hành nhạc twist. Chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ không mang lại mong muốn cho dân chúng trong khi tinh thần cách mạng đang lên. Chính phủ này quá chậm chạp đến nổi báo chí thời đó gọi là chính phủ rùa. Tướng Tôn Thất đính giữ chức Tổng trưởng nên bị ảnh hưởng theo. Thật thế, trong giai đoạn ngắn làm Tổng trưởng an ninh, tướng Tôn Thất đính không được việc gì cả. Ngoài những lệnh cấm tụ tập, nộp vũ khí loan báo trong dân chúng, vị tướng lãnh đệ tam người hùng cách mạng 1 tháng 11 năm 63 đang bị bàn tán vì người ta nghĩ rằng tướng tôn thất đính với bản tánh nhà võ, không nên giao văn nghiệp cho ông ta. Thật thế, kể từ ngày tôn thất đính từ giã tư lệnh quân đoàn 3, ông bước vào chính trường, được coi là từ giã chiến sĩ và binh nghiệp. Dù rằng tôn thất đính có chân trong SDQNCM với chức đệ nhị phó chủ tịch, nhưng trên thực tế, ông là một vị tướng không có quân dưới trướng. Chính vì quá hăng say, quá mơ màng chức tổng trường, tướng Tôn Thất Đính mới lọt vào ngày chỉnh lý 30 tháng 1 năm 1964 của tướng Nguyễn Khánh và đại tá Nguyễn Tránh Thi. Nếu xét ra, sau ngày cách mạng, tướng Tôn Thất Đính cứ ngồi uy thế ở tư lệnh quân đoàn 3 thì chắc rằng Nguyễn Khánh phải e dè Và tướng Khánh muốn chỉnh lý cũng phải lôi cuốn tướng Tôn Thất Đính. Tướng Nguyễn Khánh chỉnh lý 30 tháng 1 năm 1964 làm cho tướng Tôn Thất Đính vất vả với những cấp tá trước kia ông ta thường cho là đàn em ngày 30 tháng 1 năm 1964 tính nóng này của tướng Tôn Thất Đính phải lùi bước trước súng đạn khi ngôi nhà của ông trên đường cường để bị phong tỏa và quân chỉnh lý bắt ông một cách dễ dàng. Ban đầu tướng Tôn Thất Đính phản đối nhưng khi biết rõ tướng Nguyễn Khánh và đại tá Nguyễn Tránh thi đảo tránh, danh từ chỉnh lý được gọi ngày 2 tháng 2 năm 64, thì không dám trái lệnh nữa. Người đã từng làm đảo tránh như tướng Tôn Thất Đính rất đầy đủ kinh nghiệm trong những vụ biến động như thế này với những bộ mặt quân lính hầm hầm sát khí, tướng Tôn Thất Đính đã từng chứng kiến ngày 1 tháng 11 năm 1963 thì chắc rằng ngày 30 tháng 1 năm 1964 cũng không thay đổi khung cảnh đó. Những hùng ép lòng hòa mình với hoàn cảnh bất đắc dĩ này. Sáng ngày 31 tháng 1 năm 1964, tướng Tôn Thất Đính bị đưa về trại Hoàng Hoa Thám của lực lượng nhảy dù. Ông gặp tướng Lê Văn Kim, Trần Văn Đôn. Mai Hữu Xuân và Nguyễn Văn Vĩ. Từ giờ phút đó, tướng Tôn Thất Đính không nói một lời nào với những người cầm đầu đảo tránh. Người ta có cảm tưởng, tướng Tôn Thất Đính biết số phận mình đã an bài từ trước nên mới có cuộc chỉnh lý bất thần này. Đại tá Nguyễn Tránh Thi, hùng hổ, khinh mạn các tướng lãnh một cách ngang nhiên tự đắc của giai đoạn chiến thắng. Đàn em đã làm lố, tướng Tôn Thất Đính thay thế làm buồn cho đời binh nghiệp của mình. Trong căn phòng của các sĩ quan độc thân dù bốn tướng Đà Lạt được giam tạm ở đó. Cũng trong dãy nhà này có một phòng, đi tiêu, nơi mà thiêu tá Nhung bị giết và người ta treo cổ bằng dây dày. Thật ra thiêu tá Nhung, người bắn Tổng thống Ngô Đình Diệm, bị đánh chết. Treo cổ bằng dây dày là một hành động ngụy trang cho sự chết ấy. Bốn tướng Đà Lạt được tin thiếu tá nhưng bị giết, các tướng liền bảo thủ tính mạng mình bằng cách không chống đối tướng Nguyên Khánh và đại tá Nguyên Tránh Thi vì ngày chỉnh lý có tính cách mơ hồ trả thù qua nguyên nhân cái chết của thiếu tá nhung liên can đến tổng thống ngô đình diệm an phần ở pleiku thành phố đất đỏ buồn bã theo tâm trạng của tướng tôn thất đính những ngày chỉ tay năm ngón không còn nữa đất này một thời dụng võ hiền hách đất này cũng là nơi giam lỏng tôn thất đính thời gian dài với số tuổi còn phục vụ hăng say tướng tôn thất đính đành gãy gánh ông phải qua đoạn đường đen tối trong đời làm tướng người ta nghĩ rằng, nếu tướng Tôn Thất Đính không nhúng tay vào cuộc đảo tránh một tháng 11 năm 63 thì ông không đến nổi nào phải thất bại chua cay những ngày ở Pleiku. Đã từng vẫy vùng, nổi tiếng là người hùng, nay bị chôn chân ở vùng cao nguyên, tướng Tôn Thất Đính bực dọc lắm. Ông vốn là vị tướng, chịu chơi, chẳng kém Trần Văn Đôn. Nhưng mỗi người một cách, ngày ở Pleiku, tướng Tôn Thất Đính có lối tiêu khiển. Giết thời gian bằng cách đánh bài tứ sắc một môn cờ bạc mà tướng tôn thất đính ưa thích nhất về tiểu lượng tướng tôn thất đính khá mạnh và chuyên môn uống ma teo ngoài ra đời tướng tôn thất đính cũng có nhiều mối tình về chuyện tình yêu lầm cầm tướng tôn thất đính đã thú nhận trong cuốn hồi ký đã đăng giang dở trên báo công luận một thời gian nhưng hầu hết đều tiểu tiết hóa mà người ta đồn đãi một nhà văn trẻ đã viết thay cho tướng tôn thất đính những ngày ở pleiku cũng là nơi tu dưỡng tướng tôn thất đính kiểm điểm lại cuộc đời làm tướng của mình. Trong đó buồn vui lẫn lộn cùng tiền tài, danh vọng. Ngày nay không ai bảo tướng tôn thất đính nghèo và công danh cản lối. Vết đen ngày 30 tháng 1 năm 64 làm cho ông thêm kinh nghiệm thì đúng hơn. Ở Pleiku nhàn tản, gác kiếm đợi ngày, xuống núi. Ông tin tưởng vô biên ở tài năng làm tướng của mình. Vì thế sau ngày xử các tướng thân Tây, trung lập ở Đà Lạt, tướng tôn thất đính chỉ cười các bạn ông nghĩ rằng ông đang chấp nhận tất cả những lời buộc tội ấy nhưng thật ra tướng tôn thất đính đang đợi chờ trở lại đời binh nghiệp mà ông rất ưa thích thật thế từ pleiku về sài gòn bốn tướng đà lạt được coi là cố vấn của sdqdcm riêng tướng tôn thất đính được cử phụ tá chuẩn tướng trần thanh phong trong một cuộc hành quân lớn giết cs ở bình dương như vậy mục tiêu trở về quân đội là hoài bão của tướng tôn thất đính trong vụ xuống bàn thờ của Phật giáo ở miền Trung, tướng Nguyễn Văn Chuân bỏ chức tư lệnh quân đoàn 1 trở về Sài Gòn. SDQDCM cử tướng Tôn Thất Đính ra thay thế. Trước khi đi nhận chức, tướng Tôn Thất Đính đã gặp các lãnh tụ Phật giáo. Và ông yêu cầu Phật giáo ủng hộ ông khi ra nhận lãnh chức vụ tư lệnh quân đoàn 1. Tướng Tôn Thất Đính đã mở một buổi họp ở Tòa đại biểu Chính phủ Trung Phần, Huế. Tướng Tôn Thất Đính nói, các anh em thấy tôi về đây có mừng không? mọi người có mặt rất hoan hỉ đáp lại mừng tướng tôn thất đính đã làm cho người ta thấy rõ cái bất ức của ông từ bấy lâu nay đang mang ý rửa hận trong tình trạng dân chúng phật tử miền trung đang chống lại chính phủ nguyễn cao kỳ ngược thời gian tướng tôn thất đính đã có phong độ phóng túng ăn chơi từ thời pháp thôi ai cũng biết rằng tướng tôn thất đính đã đi lính cho tây vào thời đó các quan khố đỏ rất có máu mặt với dân việt nam còn đối với tây chẳng ra thể thống nào cả nhưng lúc bấy giờ quan tôn thất đính lại đánh Tây đều đều mỗi khi các lính Tây gặp ông không chào theo luật nhà binh. Nhờ thế tôn thất đính đã nổi tiếng ở ba tỉnh Huế, Quảng Trị và Quảng Bình. Đánh Tây đối với ông tôn thất đính là do tuổi trẻ hăng máu chứ không có nghĩa chống thực dân. Tính ngang tảng đó vô tình làm dân chúng ưa thích. Năm 1954, ông Ngô Đình Diệm về nước thành lập chính phủ. Qua năm 1955 đến năm 1956 Thủ tướng Ngô Đình Diệm lật đổ vua Bảo Đại. Tướng Tôn Thất Đính là người hoàng phái Tôn Thất nhưng được Tổng thống Diệm chú ý tới trong hàng sĩ quan Việt Nam trẻ tuổi. Và sĩ quan Việt binh đoàn, Đại úy Nguyễn Ngọc Lễ chỉ huy miền Trung đã tiến cử Tôn Thất Đính với Tổng thống Diệm. Khi Đại úy Nguyễn Ngọc Lễ thăng đến cấp đại tá thì Tôn Thất Đính đính cũng nâng lên hàng trung tá. Đại tá Nguyễn Ngọc Lễ lên cấp thiếu tướng rồi trung tướng giữ chức tổng giám đốc cảnh sát công an thay đại tá Mai Hữu Xuân về bộ quốc phòng nắm giám đốc nhà an ninh quân đội thì tôn thất đính lên thiếu tướng. Từ đấy tướng tôn thất đính chỉ huy một vùng, tướng tôn thất đính được chế độ tổng thống Ngô Đình Diệm tin dùng trong giai đoạn đó vì ông Ngô Đình Nhu nghĩ rằng ông ta là người chống Tây. Tính tình ngang tàng trước kia đã đưa ông tôn thất đính hưởng mối lợi lớn mà không ngờ được tuy nhiên trong dân chúng vẫn cho tướng tôn thất đính võ biển sức học không bao nhiêu mặc cảm đó có phần tai hại cho cá nhân tướng tôn thất đính và cho chế độ tổng thống ngô đình diệm đang tin dùng ông ta đời binh nghiệp của tướng tôn thất đính sông pha cũng nhiều các tỉnh ở bắc việt ông đã từng đặt chân đến ông đã tham gia nhiều trận đánh khốc liệt với việt minh ông cũng trải qua sự thăng trầm và có lẽ kỷ niệm buồn của ông là khi bị pháp chôn chân tại đồn hòa luật nam quảng bình từ đó ông bắt đầu sinh nảy bất mãn, ngày 30 tháng 1 năm 64, đưa đến việc quản thúc tại Pleiku là vụ thăng trầm thứ hai sau đồn hòa luật Nam. Có lẽ, đó là hai kỷ niệm buồn nhất trong đời binh nghiệp của tướng Tôn Thất Đính. Ngày nay những người ủng hộ, thương nhớ Ti Ti Ngô Đình Diệm, phong trào phục hồi uy tín Ti Ti Diệm, vẫn kết tội tướng Tôn Thất Đính là kẻ phản bội. Nhưng số phận đã an bài từ kiếp trước cho mỗi người. Ti Ti Diệm bị giết. Tướng Tôn Thất Đính vinh danh qua ngày 1 tháng 11 năm 63 rồi chóng tàn để rước lấy hoạn nạn 30 tháng 1 năm 64. Tướng Tôn Thất Đính hôm nay là một nghị sĩ tại Thượng Viện. Ông tái đắc cử lần thứ hai trong liên danh Hoa Sen của giáo sư Vũ Văn Mẫu. Từ ngày bước vào Thượng Viện, đời sống thứ hai mở rộng cho tướng Tôn Thất Đính. Đó là chính trị, và dân chúng đang tự hỏi tướng Tôn Thất Đính và nghị sĩ Tôn Thất Đính khác nhau rồi chăng? Thật vậy thời thế biến đổi không ngừng, tướng Tôn Thất Đính cũng theo triển sóng mà phiêu bạt. Ông đã trở thành chủ nhiệm Nhật Báo, một nghị sĩ khá nổi danh, nhưng tính tình chưa mấy đổi thay và con đường dựa vào Phật giáo hãy còn. Làm tướng dưới chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm, tướng Tôn Thất Đính ăn chơi, trai gái cũng nhiều. Ông là tay đánh bài xẹp, tứ sắc, có hạng. Tướng Tôn Thất Đính rất mê say môn chơi này và số tiền sát phạt trong chén bài khá lớn thường thường ông sát phạt với các mệnh phụ có máu mặt và các thương gia giàu sụ. Tuy nhiên thời bấy giờ tướng Tôn Thất đính chơi trong rè rặt vì sợ đến tay Tổng thống Ngô Đình Diệm. Sau cách mạng tháng 11 năm 1963, tướng Tôn Thất đính thả dàn hơn nhiều gần gấp trăm lần. Nhảy đầm, cờ bạc, rượu chè, tướng Tôn Thất đính vung vít không e rè như trước nữa. Điều đó dễ hiểu vì ông là một trong những người có quyền lớn với cách mạng thành công. Những thanh niên tính lúc này bùng lên với tướng tôn thất đính. Nhiều bức bình chụp ông lúc còn là tổng trưởng an ninh rất hùng trên báo chí trong và ngoài nước. Người ta có cảm tưởng ông là cây rốn trên toàn cõi Nam Việt Nam. Còn ngựa chứng tôn thất đính thời Pháp thuộc trở về với tướng tôn thất đính rồi. Ông đã phóng tay ăn chơi bằng cách yêu cầu SDQNCM mở cửa vũ trường, mà 9 năm chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệp đóng cửa từ đó người ta thấy tướng tôn thất đính nhảy đầm trở lại rất bay bướng. Buổi nhảy đầm được tổ chức đầu tiên tại trại Lê Văn Duyệt nơi đặt bộ tư lệnh quân đoàn 3, gọi là ăn mừng chiến thắng. Tướng tôn thất đính đã có mặt trong đêm đó, nhưng cách mạng mới thành công với nhiều bận biểu, tay chơi tướng tôn thất đính chưa mấy, vô diễn tài năng. Cho đến ngày 30 tháng 1 năm 64 tướng Nguyễn Khánh cùng đại tá Nguyễn Tránh Thi làm chỉnh lý, tôn thất đính bất thần bị giam giữ ở Pleiku lúc này mới thấy người hùng tôn thất đính bất cần đời nữa. Những ngày ở Pleco, người vợ chính thức của ông, con một gia đình giàu có ở cố đô Huế, là niềm an ủi duy nhất. Trong thời kỳ hưng thịnh của đời tướng Tôn Thất Đính, bà vợ của ông bị hất hôi. Tướng Tôn Thất Đính đã chạy theo nhiều người đàn bà đẹp, nhưng bà vợ của ông vẫn sống cuộc đời tâm thường đợi ngày chồng mình trở lại con đường xưa theo nhận xét của một số sĩ quan binh sĩ khi tướng Tôn Thất Đính giữ chức tư lệnh quân đoàn 2 thì không mấy khi bà vợ chính thức của tướng Tôn Thất Đính ở chung với ông. Bà ta luôn luôn ở Huế, thỉnh thoảng tướng Tôn Thất Đính về thăm. Bà Tôn Thất Đính hoạt động xã hội trong các hội của mệnh phủ phu nhân kể từ chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm cho đến khi cách mạng thành công. Bà Tôn Thất Đính không phải là một người đàn bà kém nhan sắc so với những người đàn bà tướng Tôn Thất Đính theo đuổi. Về ngủ ở Đà Lạt tướng tôn thất đính mới nắm vững được tình thế trong tay, đồng thời tin tưởng đời binh nghiệp của mình có cơ hội trở lại. Tướng Nguyễn Khánh đã hứa với bốn tướng Đà Lạt sẽ phục hồi danh dự như xưa. Bốn tướng Đà Lạt với tinh thần mã thượng không chấp trách gì tướng Nguyễn Khánh. Tuy bề ngoài đãi bôi như vậy nhưng bên trong bốn tướng ghét giận tướng Nguyễn Khánh không đội trời chung. Tướng Nguyễn Khánh rất dành tâm lý từng cá nhân bốn tướng Đà Lạt. Nên Nguyễn Khánh đã gặp riêng từng người với nhiều hứa hẹn bảo đảm tướng nguyễn khánh cố mua chuộc vị tướng nóng này bất cần tôn thất đính để phòng ngừa vị tướng này nổi máu anh hùng thì cứu chữa không kịp vì bốn tướng về đà lạt là được coi như cọp sổ chuồng hơn nữa tính cấp bậc thâm niên thì tướng nguyễn khánh thuộc vào hàng em út của bốn tướng đà lạt tướng tôn thất đính quan hệ bình thường đời sống ông không còn tư lự lo âu buồn phiền để uống rượu nói nhảm như những ngày giam lòng ở pleiku tướng tôn thất đính vui hẳn trở lại tuy có rượu chè gái gốc nhưng tướng tôn thất đính tỉnh trí khôn ngoan tình cảnh nhục mạ của ngày chỉnh lý 30 tháng 1 năm 64 in vào trí não ông thêm một kinh nghiệm thái độ nóng này của ông cũng hạ xuống rất nhiều có thể nói tướng Tôn Thất Đính hơi khác khi ông làm tướng dưới chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm và vị Tổng trưởng An ninh vào thời gian cách mạng thành công lừng lẫy. Tuy nhiên tướng Tôn Thất Đính và ba người bạn thân thiết của ông đồng chí cách mạng 1 tháng 11 năm 63, đã một lần nữa xa vào cạm bẫy của tướng Nguyễn Khánh. Những hứa hẹn với tướng Tôn Thất Đinh chỉ là cái bánh vẽ khổng lồ. Tướng Nguyễn Khánh đã dùng kế, dụ hàng, để bốn tướng Đà Lạt không khuấy động tình hình. Vì Nguyễn Khánh biết rằng ngày chỉnh lý 30 tháng 1 năm 64 là một hành động mờ ám, có tính cách chiếm vị và cướp công của bốn tướng Đà Lạt. Trong quân đội đang có cảm tình lớn với bốn tướng Đà Lạt, dư âm 1 tháng 11 năm 63, nên tướng Nguyễn Khánh đưa trò du ngủ bốn tướng Đà Lạt. Hơn nữa Nguyễn Khánh đã gại đúng chỗ ngứa của bốn tướng Đà Lạt, trong bao ngày gian lòng khó chịu, nay được ăn nhàn, tự do, bốn tướng cảm thấy thành thơi lắm rồi. Đồng thời chán ngán sự đời, nên yên trí sống ở Đà Lạt mà không hoạt động phá quấy tướng Nguyễn Khánh đang mưu đồ nghiệp lớn. Tướng Nguyễn Khánh tỏ thái độ trượng phu đánh lừa dư luận quần chúng quân đội bằng cách trả sự tự do an nhàn cho bốn tướng. Chính vì điểm này mà chẳng ai quan tâm đến bốn tướng người hùng cách mạng tháng 11 năm 1963. Thời gian trôi nhanh làm cho tướng tôn thất đính cùng ba tướng, đồng bệnh, tự nhiên lưu mờ. Nếu không muốn nói chẳng ai nhắc đến, đó là sự thâm độc, thủ đoạn của tướng Nguyễn Khánh. Trong khi đó tướng Nguyễn Khánh đang bị áp lực của nhóm sĩ quan trẻ. Đứng đầu là Đại tá Nguyễn Chánh Thi Đại tá Nguyễn Chánh Thi là người tính tình không mấy thăng bằng và ông có thành kiến với tướng Tôn Thất Đính, Trần Văn Đôn Nên Đại tá Thi đã dồn tướng Nguyễn Khánh vào con đường bí, thanh trừng bốn tướng Đà Lạt đến tận gốc Không riêng tướng Tôn Thất Đính, các tướng Đà Lạt đều gặp hoạn nạn, chung Tướng Tôn Thất Đính không thể ngờ được Nguyễn Khánh lại chơi một đòn cao tay đến vậy Khi ông thoát ra khỏi thành phố Đà Lạt để về Sài Gòn Lúc bấy giờ vì bị ám ảnh ngày 30 tháng 1 năm 64, tướng Tôn Thất Đính không thiết tha gây sôi sục tình hình trong quân đội. Và chỉ nghĩ đến những sự chung vui với các bạn, đợi chờ thời gian được Nguyễn Khánh cho về Sài Gòn. Đó điều ước muốn duy nhất của bốn tướng lãnh Đà Lạt. Quan niệm của bốn tướng lãnh này là Sài Gòn mới là đất dụng võ. Còn ở Đà Lạt dù khuấy động đến đâu thì chỉ là tiếng vọng sa mạc đơn độc. Nhưng đó là một quan niệm lầm lẫn vĩ đại lúc bấy giờ tướng nguyễn khánh rất lo sợ bốn tướng đà lạt làm loạn trở lại vì thế thỉnh thoảng nguyễn khánh phải lên đà lạt viện cớ nghỉ cuối tuần để bàn bạc với bốn tướng đồng thời tổ chức những cuộc vui thâu canh bề ngoài giả tạo của nguyễn khánh như vậy làm cho bốn tướng đà lạt không nghi ngờ nhưng thời gian là liều thuốc an thần cho những tướng đà lạt quên đi đời binh nghiệp hiền hách một giai đoạn và tương lai đen tối đón chờ trước quần chúng và quân đội trong thâm tâm Nguyễn Khánh cố Trấn an tướng Tôn Thất Đính và tướng Trần Văn Đôn hầu rảnh tay thanh lọc đám tướng trẻ đang gây áp lực nặng nề với ông ta. Những cuộc gặp gỡ khá nhiều của tướng Nguyễn Khánh với tướng Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính đã làm cho nhóm tướng trẻ ở Sài Gòn sầm xì không đồng ý. Cho nên nhóm tướng trẻ nảy sinh sự nghi ngờ Nguyễn Khánh sẽ đưa bốn tướng Đà Lạt trở về chức vụ chỉ huy. Nếu bốn tướng Đà Lạt giữ được chức vụ quan trọng, nhất là tướng Trần Văn Đôn và tướng Tôn Thất Đính có quyền trong tay là một hậu họa lớn cho phần đông tướng trẻ. Tình trạng như vậy, nên một số tướng lãnh trẻ ngấm ngầm trông Nguyễn Khánh nhưng chưa có cơ hội nào lấy cớ. Trong đó đại tá Nguyễn Tránh Thi vừa được thăng chuẩn tướng chân giữ quân đoàn một là người quyết liệt lật đổ Nguyễn Khánh, nếu ông ta hợp tác đưa bốn tướng Đà Lạt trở lại quân đội. Nguyên nhân sự lấn áp của nhóm tướng trẻ là do Nguyễn Khánh mua chuộc thái quá. Theo các sĩ quan thời bấy giờ thì vào dịp Tết Nguyên đán hoặc ngày quân lực, Nguyễn Khánh đã ký giấy cho các tư lệnh vùng 20 huy chương đủ loại, trừ bảo quốc huân chương, các tư lệnh binh chủng, sư đoàn 15 huy chương. Đồng thời các tư lệnh sư đoàn, Nguyễn Khánh lại mua chuộc thêm tiền bạc. Thái độ của Nguyễn Khánh làm mất uy tín của ông ta. Nếu mỗi khi các vị tư lệnh sư đoàn bị thuyên truyền, vì vậy có vị bị cách chức nên đổ bể công chuyện các tướng trẻ cho đó là thủ đoạn để bảo vệ công danh riêng tư cho Nguyễn Khánh. Khi đã ổn với các tướng trẻ, ngỡ như vậy, Nguyễn Khánh lên Đà Lạt đưa bốn tướng giam lòng trở về Sài Gòn. Mưu mô của Nguyễn Khánh trong chuyến này dùng bốn tướng Đà Lạt, nhất là tướng Trần Văn Đôn và tướng Tôn Thất Đính để quân bình nhóm tướng trẻ đang thao túng mà tướng Nguyễn Khánh đang ở vào tình trạng chỉ huy không nổi. Nhưng cơ mưu của Nguyễn Khánh bất thành, tướng Dương Văn Đức từ quân đoàn 4 kéo binh mã lên Sài Gòn. Vô trương lực lượng, đòi lật đổ Nguyễn Khánh. Thế là tướng Tôn Thất Đính đành ở lại Đà Lạt thêm một thời gian ăn chơi nữa. Sdqdcm đủ mặt tướng trẻ, tướng giả lên Đà Lạt xử bốn tướng, trung lập, và viên trung tá tình báo phòng nhì Pháp Trần Đình Lan. Em của Bộ trưởng Y tế Trần Đình Đệ dưới thời Ti Ti Diệm, tướng Dương Văn Minh Chủ tịch, ngậm ngùi bênh vực bốn tướng đã từng theo ông giấy cuộc cách mạng 1 tháng 11 năm 63 lật đổ chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm nhóm tướng trẻ hùng hồn buộc tội. Tướng Nguyễn Tránh Thi vẫn là người then chốt trong mũi rùi sắc bén nhắm vào hai tướng Tôn Thất Đính và tướng Trần Văn Đôn. Cuối cùng SDQDCM ghép tội bốn tướng, Trung Lập, Thân Tây. Bằng chứng tướng Trần Văn Đôn đã đưa Trung tá Trần Đình Lan ở Pháp về. Viên Trung tá này đã mang về Sài Gòn một số tiền quan khổng lồ để tổ chức tình báo. Các tướng Đà Lạt mất quyền chỉ huy trong ba năm bốn tướng lưu lại Đà Lạt đợi ngày thuận tiện sẽ về Sài Gòn giữ nhiệm vụ cố vấn SDQNCM, lời đề nghị của tướng Dương Văn Minh và Nguyễn Khánh. Bản án, như thế nặng nề lắm rồi. Song nhóm tướng trẻ đứng đầu là Nguyễn Tránh Thi, Nguyễn Cao Kỳ, Vĩnh Lộc, Nguyễn Bảo Trị, không mấy bằng lòng. Tuy ngày chỉnh lý 30 tháng 1 năm 64 là điều kiện vô lý để buộc tội bốn tướng Đà Lạt trong nhóm tướng giả hưng thời đã từng tham gia cách mạng một tháng 11 năm 63 nhưng vẫn còn lưu luyến cố Ti Ti Ngô Đình Diệm đã vặn hỏi tướng Trần Văn Đôn về cái chết của Ti Ti Diệm. Tướng Dương Văn Minh vội gạt đi mà nói, chuyện đó qua rồi, hỏi lại làm gì? Đồng thời các tướng giả này còn hỏi tướng Lê Văn Kim về tiền bạc của Hội đồng Quân nhân cách mạng thu hồi của chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Người đứng đầu nhóm này là Thiếu tướng Đỗ Mậu. Tướng Đỗ Mậu Hạch hỏi tướng Đà Lạt Lê Văn Kim về tiền bạc là nguyên do khi cách mạng thành công. Tướng Đỗ Mậu còn mang lon đại tá dự giám đốc nhà an ninh quân đội. Tướng Đỗ Mậu đã xin tướng Lê Văn Kim một số tiền nhỏ để ủy lạo binh sĩ của nhà này bị thương trong biến cố. Nhưng tướng Lê Văn Kim, ủy viên ngoại giao SDQNCM, viện lẽ không có tiền. Tướng Đỗ Mậu hỏi tướng Lê Văn Kim rằng, tại sao trung tướng nói là không có tiền? Nay Trung tướng Nguyễn Khánh tố cáo hội đồng quân nhân đã thu một số tiền khổng lồ của chế độ cố ti ti diệm. Vậy số tiền đó biến đi đâu hết? Tướng Lê Văn Kim trả lời tóm tắt ông không biết gì về tiền bạc cả. Hạch hỏi và trả lời bên ngoài trông vẻ hăng máu lắm. Nhưng bên trong tỏ ra cuộc, sự án, này dựng lên cho lấy lệ mà thôi. Vì kết tội để cướp quyền, cướp vị của bốn tướng Đà Lạt như thế là quá lắm rồi. Kết thúc, án, trong tinh thần huynh đệ chi binh tối hôm đó tướng nguyên khánh tổ chức dạ hội linh đình bốn tướng đà lạt vui vẻ nhưng thật ra lòng họ tê tái tướng tôn thất đính hầu như trở lại máu nóng này nên ông chửi thề tứ tung không màng gì nữa vì tướng tôn thất đính bắt đầu ghi vào trí óc mối thất vọng và ông tự hỏi sự thất vọng ấy có triền miên không tướng tôn thất đính đã thấy rõ áp lực nặng nề cùng thành kiến của nhóm tướng trẻ đối bốn tướng đà lạt những năm tháng thời chế độ tổng thống ngô đình diệm Tướng Tôn Thất Đính qua sáng trói nhiều lãnh vực. Tướng trẻ như Nguyễn Tránh Thi phải kính sợ tướng Tôn Thất Đính dù trong lòng chê bai, ganh tị. Nay đã có dịp hống hách trả đũa, nên nhóm tướng trẻ tạo hiềm khích với tướng Trần Văn Đôn và tướng Tôn Thất Đính. Tướng Tôn Thất Đính không biết làm gì hơn, đành sống âm thầm trong sự hoan lạc ở vùng anh đào này. Trong những lúc rượu vào lời ra tướng tôn thất đính bất chấp tất cả để chửi đồng những nhân vật cầm quyền mới đã kết tội ông và ba người bạn của ông sau ngày kết tội bốn tướng đà lạt tướng tôn thất đính đã cho nhiều người biết nguyễn khánh đang đi thế hai hàng theo ý ông nguyễn khánh đang vuốt ve bốn tướng đà lạt và mua chuộc tướng trẻ hầu củng cố địa vị lâu dài nguyễn khánh đã áp dụng chính sách ôn hòa để thủ lợi tướng tôn thất đính như đã nói ông là tướng võ biển nên ông gào thét để mà gào thét chứ không có một kế hoạch nào gọi là mưu mô quất ngược lại Nguyễn Khánh cả. Các tướng Đà Lạt còn lại không mấy tin tưởng như ý nghĩ của tướng Tôn Thất Đính là sự thật. Cả ba tướng đều cho rằng trong khi bốc đồng tướng Tôn Thất Đính nói như vậy. Nên nghe thế mà không góp ý kiến nào cả. Khi Nguyễn Khánh xác nhận bốn tướng Đà Lạt trở thành cố vấn của SDQDCM và chuẩn bị tái xuất giang hồ ở Sài Gòn, tướng Tôn Thất Đính chẳng quan tâm đến vì chức cố vấn là một hình thức mùi chơi sơi nước mà đã có tiền lệ từ đời ti ti ngô đình diệm. Nhưng tướng Tôn Thất Đính rất mừng rỡ trong lòng khi được trở về Sài Gòn. Ông hy vọng về Sài Gòn trong một thời gian ngắn, với tình hình không mấy sáng tỏ lúc bấy giờ, ông sẽ tìm cơ hội lập lại nghiệp tướng. Đồng thời ân oán giang hồ được phục hận, lẽ cố nhiên tướng Tôn Thất Đính và tướng Trần Văn Đôn đang nhắm đích vào tướng Nguyễn Khánh và Nguyễn Tránh Thi lần đầu bốn tướng Đà Lạt được Nguyễn Khánh sắp xếp bị biến cố Dương Văn Đức chống đối. Cũng nhờ biến cố này chính tướng Nguyễn Tránh thi hợp lực cùng các tướng trẻ khác hạ bệ Nguyễn Khánh. Thế là Nguyễn Khánh mất chức chủ tịch SDQNCM mà trước đó ông ta tiếm vị của tướng Dương Văn Minh, bị đẩy đi Thái Lan làm đại sứ lưu động cho quyền quốc trưởng Phan Khắc Sư. Hội đồng quân đội cách mạng bầu Tổng trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Thiệu lên làm chủ tịch tướng nguyễn văn thiệu thành lập sdqn mới cùng với nhóm tướng trẻ nguyễn hữu có nguyễn cao kỳ lê nguyên khang và dưới thời tướng nguyễn văn thiệu bốn tướng đà lạt chính thức được về thủ đô sài gòn bốn tướng đà lạt vẫn giữ chức cố vấn bên sdqncm nghĩa là ăn không ngồi rồi từ tháng này qua tháng nọ tướng tôn thất đính được bổ nhiệm giữ chức phụ tá cuộc hành quân lớn do chuẩn tướng trần thanh phong chỉ huy đặt bộ tư lệnh hành quân ở bình dương thủ dầu một lúc bấy giờ phái đoàn báo chí được mời đến bộ tư lệnh hành quân nghe thuyết trình diễn biến trận đánh trung tướng tôn thất đính lần đầu tiên xuất hiện với tư thế một tướng lãnh tại chức tướng tôn thất đinh rất vui vẻ nhưng ông nói báo chí lên thăm cho biết qua cuộc hành quân nhưng không thể tiết lộ gì cả vì cuộc hành quân đang tiếp diễn phải giữ bí mật quân sự giọng nói của tướng tôn thất đính không còn hùng hồn như lúc ông là vị tổng trấn sài gòn gia định trợ lớn hoặc vị tổng trưởng an ninh dưới thời chính phủ nguyễn ngọc thơ cho nên người ta nghĩ rằng lần tái xuất giang hồ này tướng tôn thất đính không thỏa mãn mà ông ta đang ở trong tình trạng phải lộ diện trước quân đội thật vậy với chức phụ tá cố vấn dành cho một trung tướng trong một cuộc hành quân bên cạnh một vị chuẩn tướng đã thấy cấp lãnh đạo của sdqncm vẫn còn dè dặt canh phòng tướng tôn thất đính cuộc hành quân này tướng thần Thanh Phong vẫn là người chỉ huy, đầy quyền hạn. Tướng Tôn Thất Đính chỉ là nhân vật, ưu đãi, công việc đánh giặc mà thôi. Cuộc hành quân chấm đứt, tướng Tôn Thất Đính trở về cương vị cũ bên cạnh SDQNCM. Nghĩa là lại ngồi chơi sơi nước dài dài. Thế là lần tái xuất giang hồ này chớp nhoáng như ánh sáng của loài đom đóm trong đêm khuya để rồi chợt tắt mau chóng. Sau đó ít một âu, năm 1965 đến năm 1966, tướng Tôn Thất Đính được bổ nhiệm Tổng cục Quân huấn kiêm Tổng Thanh tra Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Từ phụ tá hành quân cho Trần Thanh Phong đến Tổng Thanh tra, tướng Tôn Thất Đính hầu như bị thử thách với thời cuộc. Dù dĩ vãng đã chứng minh 37 lần tuyên dương công trạng trước quân đội, cùng bảo quốc huân chương và bắt đầu bộ tinh, tướng Tôn Thất Đính không thi thú được binh nghiệp để ân oán giang hồ trong giai đoạn thanh trừng đổi ngôi nhân sự quân đội tiếp diễn để lấp lỗ thủng to lớn chính trị sau ngày chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Năm 1967, tình hình Phật giáo biến động trở lại. Phật giáo ấn quang hô hào dân chúng chống lại Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu và Chủ tịch Ủy ban hành pháp Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ. Tướng Tôn Thất Đính được Ủy ban lãnh đạo quốc gia bổ nhiệm tư lệnh quân đoàn 1 kiêm vùng 1 chiến thuật, đại biểu chính phủ tại Trung Phần trong tình thế khó khăn của Phật giáo miền Trung đang cho, bàn thờ xuống đường, sau khi tướng Nguyễn Chánh Thi được gọi vào Sài Gòn dự ngày quân lực và bị bắt giữ lại để thuyên truyền, một hình thức bị cách chức. Tướng Nguyễn Chánh Thi mất chức tư lệnh quân đoàn 1, tức như hoạn. Trước đó hai tháng, ông ta được thăng cấp trung tướng nhân ngày Quốc Khánh, ngày 1 tháng 11 năm 63 thành công. Tướng Nguyễn Chánh Thi bị quản thúc ngấm ngầm tại tư thất số 9 trên đường Gia Long, Sài Gòn thế là thời oanh liệt của tướng Nguyễn Tránh thi đứt gánh. Nhưng tướng Nguyễn Tránh thi bất chấp ủy ban lãnh đạo quốc gia, trở về quân đoàn 1. Theo tướng Nguyễn Tránh thi, đó là một hành động anh hùng. Kể từ ngày 19 tháng 9 năm 64 được tướng Nguyễn Khánh cử giữ chức tư lệnh vùng 1, lúc đó Nguyễn Tránh thi cấp bậc chuẩn tướng. Đến ngày 21 tháng 10 năm 64 thăng thiếu tướng nghĩa là tướng Nguyễn Tránh thi lên thiếu tướng sau một ngày bốn tướng Đà Lạt được về Sài Gòn nhận chức cố vấn tổng tư lệnh quân đội, chủ tịch SDQDCM. Tướng Nguyễn Tránh thi bị cất chức tư một ảnh. Phật giáo mượn cớ ủng hộ tướng này nổi lên ở Đà Nẵng và Huế đòi bầu cử quốc hội. Tướng Nguyễn Văn Thiệu cử tướng Nguyễn Văn Chuân tư một ảnh sư đoàn một lên giữ chức tư lệnh quân đoàn một. Tướng Chuân là người mộ đạo Phật nên không hành động đàn áp theo lệnh Trung ương Sài Gòn. Đứng trước tình hình đó, tướng Chuân trốn vào Sài Gòn bỏ chống chức tư lệnh quân đoàn 1. Tướng Nguyễn Văn Thiệu và tướng Nguyễn Cao Kỳ họp mật rồi cử tướng Tôn Thất Đính ra miền Trung. Vì dẫu sao tướng Tôn Thất Đính được có cảm tình của dân chúng ngoài đó. Cử tướng Tôn Thất Đính để dân chúng nhớ lại những ngày cách mạng 1 tháng 11 năm 1963 hầu cơn biến động vơi đi phần nào. Tướng Tôn Thất Đính trước khi ra nhận chức tư lệnh quân đoàn 1 kiêm đại biểu chính phủ tại Trung Phần đã lên chùa Ấn Quang Đàm Đạo với các thượng tọa Thích Trí Quang, Thích Thiện Minh và mong rằng các vị lãnh đạo Phật giáo giúp đỡ, hỗ trợ cho tướng Tôn Thất Đính vượt con đường biến loạn đang xảy ra ở Đà Nẵng và Huế. Tướng Tôn Thất Đính đi Đà Nẵng, ở lại Đà Nẵng hai ngày, tướng Tôn Thất Đính liền ra Huế gặp các thượng tọa ở chùa Từ Đàng. Sau đó ông mở một phiên họp gọi là ra mắt quân dân chính thành phố Huế mục đích của tướng tôn thất đính là chứng tỏ cho dân chúng cố đô ông đã tái xuất giang hồ và cũng ngầm ý trông tướng thiệu và tướng kỳ thật ra lúc bấy giờ sự có mặt của tướng tôn thất đính ở huế làm cho một số người quá khích mừng thầm vì họ quan niệm tướng tôn thất đính đã bị loại một thời gian nay ông trở lại quân đội thế nào ông cũng âm thầm loại các tướng trẻ đang cầm quyền tướng tôn thất đính đến huế với lời nói đầu tiên các anh em thấy tôi về đây có mừng không cố nhiên mọi nhân viên đều trả lời theo ý của ông ta tuy nhiên trước tình trạng hỗn độn tướng tôn thất đính không làm gì được đành phải một lần ra đi không chống không kèn rời khỏi chức vụ tư lệnh quân đoàn một không nguyên cớ tướng tôn thất đính về sài gòn chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia cử tướng huỳnh văn cao thay thế nhưng tướng huỳnh văn cao cũng không tránh khỏi vết xe của tướng tôn thất đính sau ngày biến động phật giáo miền trung chấm dứt các tướng tôn thất đính Nguyễn Tránh Thi, Nguyễn Văn Chuân, Huỳnh Văn Cao phải ra hội đồng kỷ luật quân đội. Các tướng này bị phạt trọng cấm, bỏ nhiệm sở và giải ngũ. Tướng Tôn Thất Đính thật sự chấm dứt binh nghiệp trong giai đoạn tái xuất giang hồ này. Một giai đoạn tướng Tôn Thất Đính cố níu lại thời hiền hách. Nhưng thời gian không đợi một ai, đời tướng lãnh của ông Tôn Thất Đính đã dở qua một trang giấy, một cuộc đời mới, chính trị đang đến với ông, giải ngũ về với đời sống dân sự cựu tướng Tôn Thất Đính đi theo đường với tướng Trần Văn Đôn. Tướng Tôn Thất Đính ứng cử thượng nghị viện trong liên danh nông công binh do tướng Trần Văn Đôn làm thụ ủy. Liên danh này dẫn đầu với số phiêu lớn, tướng Tôn Thất Đính trở thành nghị sĩ khóa đầu tiên, như vậy con đường bước vào chính trường mở rộng trước mắt cho tướng Tôn Thất Đính. Tuy chưa gọi gì là vinh hiển như cuộc đời binh nghiệp của ông ta trong 9 năm dưới chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm, tướng Tôn Thất Đính thừa thắng sông lên ông đứng tên chủ nhiệm kiêm chủ bút nhật báo công luận một tờ báo lớn hồi bấy giờ bạn ông là tướng trần văn đôn cũng giữ chức giám đốc chính trị trên tờ báo đó cũng từ đó tướng tôn thất đính lẫn tướng trần văn đôn bắt đầu viết hồi ký nhưng cả hai ông đều thất bại trong việc diễn lại cuộc đời mình tướng tôn thất đính nhờ một nhà văn trẻ viết lối viết đã tiểu thuyết hóa cuộc đời ông trong khi tướng tôn thất đính là người miền trung nhà văn trẻ là người miền bắc nên lối hành văn đã khác biệt ca tính tướng Tôn Thất Đính cùng cả đời ông. Người ta cho rằng thiên hồi ký của tướng Tôn Thất Đính là trường thiên tiểu thuyết, còn tướng Trần Văn Đôn viết hồi ký được gần 10 số thì bị đụng chạm các đảng phái. Vì thế có sự thanh minh lôi thôi, cho nên tướng Trần Văn Đôn viện lẽ hồi ký của ông không hợp thời thế hiện nay, tướng Trần Văn Đôn đành gián đoạn không viết nữa. Đó là việc làm ngoài ý muốn của ông con đường chính trị đến với tướng Tôn Thất Đính là tình trạng bắt buộc cho cuộc đời của ông có lối thoát. Vì ông bị rời bỏ binh nghiệp với số tuổi quá trẻ, 1967. Tính theo năm sinh, 1926, thì tướng Tôn Thất Đính giải ngũ lúc ông 41 tuổi. Như thế thì làm sao gọi là tướng già, một danh từ lúc bấy giờ đề cập đến ông. Tuy rằng nhóm tướng trẻ viện cơ tướng Tôn Thất Đính đã phục vụ trên 25 năm quân ngũ nên phải cho ông nghỉ ngơi. Trở thành thượng nghị sĩ, đoạn đường thành công đầu tiên của tướng Tôn Thất Đính là nhúng tay vào chính trị. Nhiều người cho rằng tướng Tôn Thất Đính đang học làm chính trị thì đúng hơn. Điều này cũng một phần đúng mà cũng một phần sai, chẳng phải là tuyệt đối. Nếu đi ngược thời gian, 9 năm dưới chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm thì tướng Tôn Thất Đính đã có lần giữ chức Chủ tịch Quân ủy của Đảng Cần Lao nhân vật làm bí thư cho tướng tôn thất đính là đại tá lê quang tung tư lệnh lực lượng đặc biệt thời bấy giờ phần nhiều các cấp tướng tá đều gia nhập đảng cần lao ông nhu gây cơ sở nhân sự trong quân đội hầu gây hậu thuẫn cho đảng chức vị quân ủy rất lớn và rộng quyền trong đảng cần lao quân đội người giữ chức quân ủy đầu tiên là tướng nguyễn ngọc lễ và tướng tôn thất đính là chủ tịch quân ủy cuối cùng phần lớn các chức vụ chỉ huy quân đội ông ngô đình nhu đều nhắm vào quân ủy đảng mà tiến cư nhờ thế các cấp chỉ huy đó có tầm hiểu biết khá về chính trị như vậy dưới thời cố ti ti ngô đình diệm tướng tôn thất đính đã tham gia đảng phái chính trị rồi song đảng cần lao bành trướng trong quân đội một cách âm thầm hơn nữa đảng cần lao đang còn núp bóng dưới chế độ nên chức quân ủy của tướng tôn thất đính là một ngôi thứ hành tránh của đảng mà thôi Tuy nhiên tướng tôn thất đính được ít nhiều kinh nghiệm với một tổ chức chính trị quy mô. Một đảng phái lớn với nhiều nhân vật uy quyền quân đội tham gia. Vì thế mà nói, chính trị đã đến sớm với tướng tôn thất đính mà ông chưa có tài sử dụng. Mãi cho đến khi vào thượng nghị viện, người ta vẫn thấy con đường chính trị của tướng tôn thất đính vẫn còn khập khiễng. Ngày nay tướng tôn thất đính bước chân vào thượng nghị viện, khởi đầu do liên danh nông công binh, một liên danh đầy, hơi hám, quân đội quân đội ở đây là níu kéo lại đời quân ngũ vang bóng của tướng Tôn Thất Đính. Vào thượng viện rồi, nghị sĩ Tôn Thất Đính không mấy sáng chói Người ta nhắc nhở đến ông, chẳng qua, cái hàm tướng lãnh, còn phảng phất động lại mà thôi. Quan niệm của những người làm chính trị vẫn không liệt tướng Tôn Thất Đính vào hàng chính khách mà chỉ mơ màng ông là một vị tướng dù rằng vị tướng đó đã hưu trí năm 1967. Ở thượng viện, tướng Tôn Thất Đính vẫn cặp kè với tướng Trần Văn Đôn nên có thể nói rằng những hoạt động của tướng Trần Văn Đôn đều liên hệ đến tướng Tôn Thất Đính. Tướng Trần Văn Đôn chủ tịch mặt trận cứu nguy dân tộc thì tướng Tôn Thất Đính cũng tham gia. Tướng Tôn Thất Đính tham gia với muôn ngàn bóng mờ đối với ông trong thời cuộc biến chuyển ngày nay. Chính trị mở màn cho chính tướng Tôn Thất Đính kéo đài. Ông đã tái đắc cử bán phần nghị viện 30 tháng 8 năm 1970 nhưng lần này tướng Tôn Thất Đính đứng vào liên danh hoa sen của giáo sư Vũ Văn Mẫu Thiên về giáo hội Phật giáo Ấn Quang. Người ta cho rằng, đó là một cuộc thay đổi lớn trong đời làm chính trị của tướng Tôn Thất Đính. Từ lúc được Phật giáo đưa đầy trở thành đệ tam người hùng 1 tháng 11 năm 63 đến sự làm ngơ của Phật giáo đối với ngày 30 tháng 1 năm 64, chỉnh lý, tướng Tôn Thất Đính đã chán cho thế thái lắm rồi. Nhưng khi vào được thượng viện với ý chí hoạt động hăng say. Tướng Tôn Thất Đính am hiểu tình hình chính trị sâu sắc, nên ông đã tìm một chân đứng về phía quần chúng hơn là ở thượng viện. Cho nên trong cuộc rút thăm, ra đi 3 năm thượng viện, tướng Tôn Thất Đính bị xui, và lại tướng Trần Văn Đôn không lập liên danh tái cử. Tướng Tôn Thất Đính cảm thấy đơn độc, nhưng ông đã quyết đứng hẳn về mặt quần chúng, đứng hẳn về quần chúng đa số, đó là theo liên danh hoa sen của giáo sư Vũ Văn Mẫu được Phật giáo ấn quang triệt để ủng hộ tướng tôn thất đính đã thành công thành công mỹ mãn thế là trong hai lần ứng cử vào thượng nghị viện tướng tôn thất đính đứng vào các liên danh dẫn đầu số phiếu toàn quốc có người bảo rằng đáng ra tướng tôn thất đính nên đi theo con đường của tướng trần văn đôn là không nên ra ứng cử để hợp lực cùng tướng trần văn đôn giữ tiếng thơm cho liên danh nông công binh nhưng đó là một nhận xét tuy có phần hữu lý song sự hiện diện của tướng Tôn Thất Đính ở Thượng Viện cũng là một nỗ lực to lớn cho tướng Trần Văn Đôn, nếu hai vị tướng này còn tương đắc, cùng chung một lập trường. Gần đây nhất, hạ tuần tháng 9 đến 70, tướng Tôn Thất Đính công du Nhật Bản trở về Sài Gòn, ông đã hội đàm đầu tiên với các vị lãnh đạo ấn quang. Người ta đồn đại tướng Tôn Thất Đính mang về nước một bức thư của Thượng tọa Thích Thiện Minh qua dự hội nghị Đại hội Phật giáo Kyoto. Nhưng tướng Tôn Thất Đính phủ nhận điều đó. Chuyến lui tới chùa ấn quang của tướng tôn thất đính kỳ này là ông thỏa mãn đã trúng cử trong liên danh Hoa Sen. Đó là đường lối chính trị mà người ta phải hiểu là tướng tôn thất đính đi theo một trào lưu quần chúng đang đặt tâm lưu ý. Và chờ đợi. Sau vụ đắc cử, 30 tháng 8 năm 70, vào Thượng Viện và chuyến công du Nhật Bản trở về, tướng tôn thất đính có vẻ lên tinh thần hơn trước nhiều. Ông tuyên bố sẽ can thiệp với chính quyền để thả một số lãnh tụ sinh viên đang bị giam giữ lời tuyên bố của ông đã trở thành sự thật sinh viên được thả như thế cái tính trương phi của ông ngày nay đã có kích thước rõ ràng hiệu lực hiện tại con đường chính trị của tướng tôn thất đính mở neo đón chờ thành công nguyên do ông đã nhìn được tương lai để chọn một liên danh chắc chắn được dân chúng ủng hộ thật sự tướng tôn thất đính đã có chiều sâu chính trị chứ không phải chiều ngang võ biển khi còn cuộc đời binh nghiệp kể từ ngày chấm dứt nghiệp tướng trở thành nghị sĩ cuộc đời tướng tôn thất đính hoàn toàn đổi thay dù không sáng trói ở diễn đàn thượng viện nhưng ông đã tỏ tư thái phong độ của một nghị sĩ âm thầm chuyển hướng từ đời sống riêng tư cho đến hoạt động chính trị làm cho dân tin tưởng ở tướng tôn thất đính trở thành chính khách thượng hoàng đó là một khía cạnh cho một số lớn dân chúng dồn phiếu cho ông và liên danh hoa sen ngày nay và có thể trong tương lai tướng tôn thất đính còn giữ con đường đi như thế này thì chẳng mấy chốc đánh đổ được dư luận đã gán cho ông là nóng tính, bốc đồng. Đời chính trị của tướng tôn thất đính còn dài, ông ta còn trẻ, còn đầy nhiệt huyết, viết về tướng tôn thất đính chỉ vì ông là một trong bốn tướng bị hàm oan ngày 30 tháng 1 năm 1964, chứ thật hãy còn sớm để kết luận đời ông ta. 7. Lý thuyết gia SDQNCM, tướng Lê Văn Kim cách mạng 1 tháng 11 năm 63 bùng nổ, các tướng lãnh đều xuất hiện với tư cách người hùng đạp đổ tàn tích cũ. Riêng chỉ có tướng Lê Văn Kim là tướng lãnh trầm lặng. Nhưng tướng Lê Văn Kim là thứ anh hùng trong bóng tối, đồng thời nhân vật xây nền tảng cho chế độ mới một căn bản ra đời. Dưới 9 năm chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm, tướng Lê Văn Kim vẫn trầm lặng như vậy. Ông đã từng nắm nhiều chức vụ quan trọng, và chức vụ cuối cùng được quân đội chú ý là chỉ huy trường trường võ bị quốc gia Đà Lạt. Ngày đảo tránh hụt 11 tháng 11 năm 60 tướng Lê Văn Kim bị mất chức vụ đó vì chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm cho rằng ông đã dính líu vào biến động này. Cũng nhờ sự cách chức đó, quân đội và dân chúng chú ý đến hoạt động sau này của tướng Lê Văn Kim. Cũng như ba tướng Đà Lạt kia, tướng Lê Văn Kim là một thứ tướng, thiệt, với nhiều năm quân vụ mới lên đến hàng chức tước đó ngày cách mạng 1 tháng 1 năm 63 thành công, tướng Lê Văn Kim là ủy viên ngoại giao của SDQNCM. Nhưng nói thật đúng nghĩa, tướng Lê Văn Kim là lý thuyết gia, hướng dẫn SDQNCM lập cơ cấu và thể chế mới. Tướng Lê Văn Kim là một tướng lãnh có tài nhưng có lẽ cái tính trầm lặng của ông đã làm trì hoãn sự thi thố tài năng ấy. Trong SDQNCM hồi bấy giờ, ông đã là nhân vật nhiều quyền hành, nhưng không lấy đó làm tự đắc khoe khoang. Cho nên tướng Lê Văn Kim là thứ tướng lãnh hoạt động với chân tướng giấu kín. Đã nói như thế, nên suốt đời binh nghiệp, tướng Lê Văn Kim không để lại tiếng xấu từ đời tư cũng như sự sống đối với quân nhân. Trong bốn tướng Đà Lạt, tướng Lê Văn Kim là người giỏi nhất, đàng hoàng và đứng đắn nhất. Lúc giao thời giữa chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm với SDQNCM, tướng Lê Văn Kim đã nỗ lực thành lập chính phủ dân sự Nguyễn Ngọc Thơ đồng thời liên lạc với các đại sứ để các nước này thừa nhận chính phủ mới của Việt Nam. Chính tướng Lê Văn Kim đã thanh lọc một số lớn đại sứ Việt Nam ở ngoại quốc đã ăn hại đái nát dưới chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tướng Lê Văn Kim là cánh tay hỗ lực cho tướng Dương Văn Minh và Trần Văn Đôn trên lĩnh vực ngoại giao và phát ngôn nhân của SDTL. Ông đã làm tròn nhiệm vụ một cách tinh vi, song công việc không được bền vững vì ngày 30 tháng 1 năm 64, tướng Nguyễn Khánh chỉnh lý. Tướng Lê Văn Kim trở thành một nhân vật trong bốn tướng Đà Lạt thất sùng. Tướng Lê Văn Kim tính tình ôn hòa vì vốn đã trầm lặng. Nhưng người như vậy thường hay rè rặt, khiêm tốn. Thật vậy, ngày cách mạng tháng 11 đến 63 thành công, người ta không thấy một hành động nào được coi là vung vít của tướng Lê Văn Kim. Trong khi đó, ở hậu trường SDTL, tướng Lê Văn Kim làm việc dối bù. Thành công đầu tiên là ông vận động các nước Đại Hàn, Trung Hoa Dân Quốc, Thái Lan, hoa kỳ thừa nhận thể chế mới của cách mạng đó là thành công đầu tiên trên mặt trận ngoại giao của sdqncm tướng lê văn kim liên hệ gia đình với tướng trần văn đôn anh em cột trèo cho nên những việc làm của tướng lê văn kim dễ dàng nếu ông muốn thao túng đứng về mặt dân chúng tướng lê văn kim là chiếc bóng mờ nhưng đối với cách mạng trong hàng ngũ tướng lãnh tướng lê văn kim nổi bật quyền uy với chức vụ khiêm nhường ủy viên ngoại giao chức vụ ủy viên ngoại giao lấn át cả ủy viên chính trị Đỗ Mậu và các đệ nhất và đệ nhị phó chủ tịch SDQNCM. Tuy nhiên tướng Lê Văn Kim vẫn âm thầm của một thứ chính trị gia hơn là vị tướng lãnh quân đội. Tầm quan trọng nhân yếu tướng Lê Văn Kim bên trong SDQNCM nên ngày chỉnh lý 30 tháng 1 năm 64 tướng Nguyễn Khánh và đại tá Nguyễn Tránh thi bắt ông ta tại gia. Người bảng quan sừng sốt khi nghe tướng Lê Văn Kim dính vào trung lập thân Tây. Trong quân đội, phần đông sĩ quan đều nhất quyết tướng Lê Văn Kim là tướng giỏi. Giỏi ở đây không phải chiến lược, chiến thuật mà là một vị tướng có chiều sâu chính trị. Như thế tướng Lê Văn Kim là thứ quan văn, chứ không phải quan võ như đã thấy bề ngoài với nhung phục của ông ta. Lý thuyết ra, tướng Lê Văn Kim đã thất thủ ngày 30 tháng 1 năm 64. Một ngày đánh dấu đen tối nhất đời ông, trong những năm tháng sống lặng lẽ, chẳng qua tướng Lê Văn Kim không biết sử dụng tài năng sẵn có bản tính của ông như thế, vô tình phung phí binh nghiệp lẫn chính trị. Rồi, tướng Lê Văn Kim ra đi cũng âm thầm như cuộc đời ông. Từ Sơn trả lên Đà Lạt, ở đâu cũng là địa điểm quản thúc, tướng Lê Văn Kim lại sống nốt cuộc đời trầm lặng cho đến khi giải ngũ. Vào những năm cuối cùng của chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm, tướng Lê Văn Kim bị ghi vào sổ đen, chống chế độ bắt nguồn từ nguyên cớ của ngày đảo tránh hụt 11 tháng 11 năm 60 mà tướng Lê Văn Kim dính líu vào. Theo những tài liệu về cuộc chính biến đó, không thấy nhắc nhở đến tướng Lê Văn Kim. Nhưng không hiểu tại sao chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm lại nghi ngờ ông ta. Đó là điều bí mật, đến ngày nay chưa được khám phá. Sau ngày 11 tháng 11 năm 60, tướng Lê Văn Kim mất chức chỉ huy trưởng trường võ bị quốc gia Đà Lạt và cũng từ đấy tên tuổi và chức vụ của ông không còn nhắc tới nữa hiện tượng nhất thời của tướng Lê Văn Kim kéo đài đến 1 tháng 11 năm 63 mới bùng cháy trở lại. Song ngọn đèn đã đứng trước cơn gió lốc, dù bùng cháy đến đâu cũng tắt ngúm nhanh chóng. Tướng Lê Văn Kim bị đúng vào trường hợp đó khi ngày chỉnh lý 30 tháng 1 năm 64 ra đời. Tướng Nguyễn Khánh liệt tướng Lê Văn Kim vào hạng tướng Đà Lạt, và quản thúc ông ở đó trong những ngày dài với thất thời thật sự đến. Ở đấy cũng là chuỗi ngày dài suy nghĩ tương lai cho lý thuyết gia tướng Lê Văn Kim. Ngày 9 tháng 9 năm 1964, đáng ra bốn tướng Đà Lạt được chấm dứt sự giam lòng ở Đà Lạt nhưng vì biến cố phô trương lực lượng của tướng Dương Văn Đức, tư lệnh quân đoàn 4, nên mãi đến 20 tháng 10 năm 64 bốn tướng Đà Lạt mới chính thức trở lại Sài Gòn. Có lẽ tướng Lê Văn Kim đã xuất hiện lần chót với nhung phục đàng hoàng trước mắt mọi người. Đó là ngày 7 tháng 11 năm 64. Trung tướng Dương Văn Minh được cử làm đặc phái viên cho quốc trưởng Phan Khắc Sửu ở ngoại quốc. Tướng Lê Văn Kim đã xuất hiện ở Dinh Gia Long trong buổi tiệc trà được quốc trưởng Phan Khắc Sửu tổ chức thết đại tướng Dương Văn Minh lên đường. Buổi tối hôm đó, đầy đủ sự hiện diện của bốn tướng Đà Lạt, tướng Lê Văn Kim không tuyên bố gì cả. Ông tránh né báo chí trong và ngoài nước, sự sống, cùng tính tình trầm lặng luôn luôn đến với tướng Lê Văn Kim. Cho nên trong buổi tiếp tân đó báo chí bao vây tướng Trần Văn Đôn, tướng Tôn Thất Đính, tướng Mai Hữu Xuân. Còn tướng Lê Văn Kim tự làm cho người ta bỏ quên mình. Và đó là dấu hiệu sự thất thời của một vị tướng lãnh. Tướng Lê Văn Kim trở về đời sống dân sự và vạch con đường thương mại cho đời sống. Những ngày danh vọng, sóng gió đã qua, lối thoát bình thản, gác kiếm, nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo, đã xong. Ngày nay tướng Lê Văn Kim lập cơ sở buôn bán và đã khá phát triển trong nghề mới. Như vậy bốn tướng Đà Lạt tự động chia ra làm hai nhánh. Tướng Trần Văn Đôn, tướng Tôn Thất Đính vẫn hăng say chính trị. Còn tướng Lê Văn Kim và tướng Mai Hữu Xuân lánh xa ngoài vòng, cương tỏa. Và lấy thú yên hà trong cuộc đời còn lại, dù thất thời, tướng Lê Văn Kim không lấy làm chua sót. Thời thế này hầu như không xứng đáng cho tướng Lê Văn Kim nữa vì ông là một vị tướng chân chính, một lý thuyết gia có tầm hiểu thấu chính trị. Cho nên phải nói, tướng Lê Văn Kim đang ở ẩn thì đúng hơn. Trong những ngày kỷ niệm cách mạng 1 đến 11 các cựu tướng lãnh liên hoan ở tư thất tướng Trần Văn Đôn, người ta cũng không nghe tướng Lê Văn Kim phát biểu gì cả. Ông đang sống một cách bình thường, không mơ mộng công danh gì nữa. Tuy nhiên tướng Lê Văn Kim vẫn theo dõi những cấp quân dân chính đã từng theo cách mạng 1 tháng 11 năm 63 lật đổ chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Cho nên khi nghe một vị sĩ quan nào có công cách mạng mà bỏ thân trên chiến trường, tướng Lê Văn Kim thường theo các cựu tướng đến nơi phúng điếu. Trở về quá khứ cuộc đời làm tướng của tướng Lê Văn Kim từ trong quân đội cho đến dân chúng không mấy ai hiểu rõ đời tư của vị tướng này. Vì vậy xấu cũng như tốt hầu như không có làm người trên thế gian mà được trung dung như vậy cũng toại nguyện lắm rồi. Nhưng trong ngày SDQDCM do tướng Nguyễn Khánh làm chủ tịch đã đưa bốn tướng ra xử tại Đà Lạt. Một vài vị tướng đương thời đã hạch hỏi về nhiều số tiền chi thu của SDCM trong thời kỳ tướng Lê Văn Kim giữ chức ủy viên ngoại giao. Tướng Lê Văn Kim đã tránh né, viện lẽ ông không dính líu đến tiền bạc trong thời gian đó. Một vài tướng lãnh lại quả quyết trong thời gian cách mạng thành công tướng Lê Văn Kim là một thứ, Bộ trưởng Tài tránh, vì thế họ nghi ngờ những số tiền ủng hộ của nhân dân đã bị tiêu tan không có lý do. Sự thật như thế nào không được rõ, nhưng vào lúc bấy giờ SDCM đã thu vào một số tiền khá lớn. Số tiền đó đủ mọi hình thức, đồ vật, chi phiếu, tiền mặt. Có lẽ vì thế các tướng lãnh nghi ngờ tướng Lê Văn Kim. Đến ngày nay những số tiền đó cũng không lưu trữ lại trên hồ sơ như vậy đã có bàn tay nào đó bỏ túi làm tư hiểu. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, tướng Lê Văn Kim bị nghi ngờ về tiền bạc. Nhưng, việc hạch tội của các tướng lãnh cũng thông qua với bề ngoài, huynh đệ chi binh. Thế là tất cả xong xuôi, Lê Văn Kim bị phạt quân kỳ, đồng số phận với ba tướng Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Mai Hữu Xuân. Cuối cùng ngày trở về Sài Gòn, tướng Lê Văn Kim sông nốt cuộc đời trầm lặng sẵn có cho đến ngày hôm nay. 8 kết luận, ngày chỉnh lý 30 tháng 1 năm 64 là vết tì hoen ố, xóa mờ cách mạng 1 tháng 11 năm 63. Tường Nguyễn Khánh gieo hoạn nạn phe phái, thanh trừng lẫn nhau gây nên sự đổ vỡ chính trị càng thêm khủng hoảng. Lúc bấy giờ người ta có cảm tưởng đang sống trong thời gian tương tự của cuộc cách mạng 1789 của nước Pháp dưới thời Louis sáu. Tuy thiếu một Robespierre khát máu cùng các nhân yếu nhưng tình trạng xã hội không mấy cách biệt bốn tướng Đà Lạt bước vào bánh xe đổ của một cuộc cách mạng mà không tin liệu. Đó là sự kiêu hãnh, đặt thành phần quân nhân nồng cốt. Đồng thời nạn lạm phát tướng lãnh khởi sự, cùng nhau thăng chức. Hơn nữa, mở màn cho sự phóng khoáng tự do, địa vị mà 9 năm dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm bị phong tỏa trong trật tự. Hội đồng quân nhân cách mạng mở trói tất cả, vì thế đưa đến sự hỗn độn từ cá nhân tướng lãnh, chính khách, chính đảng cho tới các tập thể nhỏ bé cũng có thể nổi loạn bất thần. Tướng Nguyễn Khánh dựa vào đó để mưu sự lật đổ SDQNCM bằng chiêu bài kết tội bốn tướng Đà Lạt thân Tây, thân Trung Lập. Đó là mở đầu một cuộc tranh chấp bên vực thẳm của lỗ hồng chính trị to lớn sau khi chính quyền Tổng thống Ngô Đình Diệm cáo chung. Bốn tướng Đà Lạt ra đi, tình thế không mấy thay đổi, và sự ra đi đó trở thành thông lệ cho những người cầm quyền trong tay có cơ hội theo lề lối thanh trừng ấy vì không có những cuộc thanh trừng đổ máu hoặc quyết liệt để làm gương nên uy quyền cấp lãnh đạo bị coi thường. Trường hợp bốn tướng Đà Lạt là điển hình, cho nên từ cách mạng đến chỉnh lý không mang lại sáng sủa hơn sau 9 năm của Tổng thống Ngô Đình Diệm mà SDQNCM lật đổ. Đó là điểm chính làm giảm giá trị ngày 1 tháng 11 năm 63. Và gây nên mối cảm xúc của dân chúng tiếc thương Tổng thống Ngô Đình Diệm. Bánh xe lịch sử đã chuyển. Nhưng ngày cách mạng 1 tháng 11 năm 63 rồi đến ngày chỉnh lý 30 tháng 1 năm 64, cuộc đời của bốn tướng Đà Lạt thay đổi hẳn. Tuy nhiên đó không phải là điểm son cho thế hệ này. Ngày hôm nay ngày chỉnh lý 30 tháng 1 năm 64 vẳng lại cho bốn tướng Đà Lạt giai đoạn bắt buộc chuyển hướng cuộc đời. Và đúng như vậy, tướng Trần Văn Đôn trở thành chính khách tên tuổi. Tướng Tôn Thất Đính một nghị sĩ khá nổi tiếng còn tướng Lê Văn Kim và tướng Mai Hữu Xuân im hơi lặng tiếng. Bốn tướng Đà Lạt đã thay đổi hoàn toàn, từ nếp sống riêng tư cho đến những hoạt động chính trị. Đó cũng là trong cái đen tối trong cái sáng lạn của đời bốn tướng Đà Lạt. Riêng về tướng Trần Văn Đôn trong thế cờ chính trị hiện thời, ông là nhân vật sáng chói và có thể làm được nhiều công việc sau chuyến công du Pháp, Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 8 năm 70 vừa qua theo tin khá chính xác thì tướng trần văn đôn đang lôi cuốn thành phần phục hưng miền nam gồm những chính khách lưu vong ở pháp dẫu sao bốn tướng đà lạt không còn những ngày ngậm đắng nuốt cay như dưới thời tướng nguyễn khánh hai trong bốn tướng đà lạt đã có chân đứng rõ ràng trên chính trường miền nam và hai vị còn lại sống trầm tĩnh nhưng đó không phải chôn vùi một dĩ vãng huy hoàng cuộc đời tướng lãnh hai tướng lê văn kim tướng mai hữu xuân vẫn được tiếng đời nhắc nhở một bên là lý thuyết gia kiểu quân nhân và một bên dính líu vào cái chết bi thảm của cố tổng thống ngô đình diệm hy vọng một ngày đẹp trời nào đó bốn tướng đà lạt sẽ xuất hiện đầy đủ sau những ngày dài quạnh hiu là liều thuốc kinh nghiệm sau này vì bốn tướng đà lạt còn thanh niên tính chất chứa dù giai đoạn tướng hùng đã vội qua nhanh đối với tướng mai hữu xuân dư luận hết sức đón chờ phản ứng của ông về những tài liệu được coi là khám phá lớn về cái chết của tổng thống Ngô Đình Diệm mà tướng Mai Hữu Xuân bị kết tội là người ra lệnh. Tóm lại bốn tướng Đà Lạt hiện nay mỗi vị có một tư thế riêng. Nói vậy không có nghĩa là các vị này khác biệt lập trường. Song cái tư thế riêng rẽ ấy, mỗi vị bị ràng buộc trong thế bất thuận tiền. Trên một nửa các tướng Đà Lạt phải âm thầm, âm thầm đó có phải chờ thời không? Chỉ có thời gian mới trả lời. Lê Tử Hùng Sài Gòn 4 tháng 10 năm 1970.